Luật rừng tàn khốc của giới săn trầm, ăn của rừng phải trả lại cho rừng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với News TV. Đã không biết bao nhiêu câu chuyện ly kỳ được truyền tai nhau trong giới phù trầm, từ những câu chuyện kiêng kỵ luật bất thành văn đối với giới phù trầm, đến những lần chạm trán thú dữ trong rừng sâu nước động. Những câu chuyện đau lòng khi từng đoàn người ra đi không hẹn ngày trở lại, khi ôm ước mơ đổi đời với nghiệp trầm kỳ. Và bên cạnh đó lại có những câu chuyện bi hài và có phần ly kỳ về cái nghiệp trầm kỳ này. Mà nổi cộm gần đây là việc một người cầm tiền tỷ trong tay, nhưng không hề hay biết để lăn lóc nơi góc nhà, xó cửa, để rồi tán họa, tiếc đứt ruột khi biết giá trị thật của nó. Ngậm ngại khắc chế gặp dữ, xua đuổi tà khí. Giới điệu trầm vẫn thường xem khu vực trầm hương kỳ nam trú ngụ là vùng đất thánh, có bà chúa Thiên Y Anna, bà mẹ xứ sở trầm hương che chở bảo vệ nên cực kỳ linh thiêng. Trước mỗi chuyến đi tâm trầm, ngoài mâm lễ mắc phải kiêng mị đủ thứ, nhất là gần gũi với người khác giới, thì mới mong bà để mắt tới ban lộc rừng. Thế nhưng tiên trách kỹ hậu trách nhân, để cho chắc ăn nhất, dân điệu vẫn có những tấm bùa mệnh phòng thân. Thứ mà họ dùng chính là thứ mà người ta đồn đại là bùa ngải. Ông Trần Văn Sáu, 54 tuổi, một cựu phu trầm ở Ninh Hòa, Khánh Hòa cho biết, chắc chắn một điều rằng hỏi dân đi điệu hàng năm, hàng ngàn người thì đều nhận được câu trả lời như một. Đó là hiện tượng khó giải thích, rằng khu vực nào có nhiều trầm, kỳ thì chắc chắn nơi đó có nhiều cọp. Người ta bảo cọp ấy được bà cô hóa kiếp để canh giữ nơi ẩn thân của mình. Gặp cọp thì 10 phần chết chín nên để đề phòng. Trước khi lên đường đi soi trầm, mỗi một phu trầm đều phải chuẩn bị cho mình một ít bùa ngải phòng thân. Khi cần kiếp đem bùa ngải ra để yểm cọp chữ. Nghe nói thứ ngải đó được làm lông mép của con cọp rồi cắm vào măng tre để lâu ngày và biến thành sâu. Sau đó con sâu được nuôi dưỡng bằng rau tăm. Khi sâu lớn thải ra phân, thứ phân này có mùi cực kỳ nồng nặc. Dân đi tìm trầm truyền tai nhau nếu gặp cọp ở khu vực phát mùi trầm kỳ, chỉ cần lấy thứ ngải này đốt xong thì cọp sẽ hiện nguyên hình người, chẳng dọa được ai nữa. Tuy nhiên tất cả chỉ nghe dân điệu truyền miệng lại với nhau, chưa thấy ai gặp cọp xông ngải cho nó hóa người. Thế nên những lời đồn đại cứ lan ra mãi, chẳng biết thực hư ra sao. Anh Đặng Thanh Phong, 45 tuổi, trú xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa cho biết, tôi làm nghề mót than trên đỉnh suối Đổ đã mấy chục năm, nên dân điệu trầm hay vào đây, tôi đều nhẵn mặt cả. Có lần tôi được nghe các phu trầm lão làng chia sẻ về chuyện ngậm ngải tìm trầm. Theo đó, đối với dân tìm trầm cùng với lương thực, thì ngải là thứ không thể thiếu. Ngải đó do các ông thầy mo người Chăm, người Thượng Tây Nguyên, người Trắng Thái bán. Khi ngậm trong miệng lúc đi rừng, hương ngải vì ngải khiến rắn rít tránh xa mình. Nghe nói ngậm ngải trong miệng sẽ tăng thêm được 200% sức lực mỗi ngày, có thể trèo đèo lội suối hàng chục cây số đường rừng mà không biết mệt. Không những vậy, hương ngải bị khắc chế bởi hương trầm. Nếu vào khu vực có trầm, kỳ nam thì hương ngải sẽ bị hút cạn, không còn nghe thấy mùi vị gì nữa. Phu trầm căn cứ vào đó để khoanh vùng, để tìm hàng đang ẩn giấu. Ngoài ra thì ngải còn nhiều công dụng kỳ bí khác như là yểm vào đối phương để bịt mắt khi gặp trầm, kỳ nam. Dân đi điệu không phải chỉ một, hai đoàn, mà có hàng ngàn, hàng vạn người cùng nhau đào xới giữa đại ngàn. Trong cơn sốt trầm, không chỉ có người dưới xuôi, mà người miền ngược cũng lao theo canh bạc đổi đời này. Cạnh tranh, thậm chí là chiến tranh là điều không thể tránh khỏi. Nhiều người đã bỏ ngải vào thức ăn, nước uống của đoàn khác để hạ độc, nhẹ thì để bịt mắt. Người bị yểm dù có đứng trước khúc kỳ nam lớn đến đâu, hương nồng thế nào, thì như bị ma xua quỷ khiến, chẳng thể nào thấy hoặc cảm nhận được. Nặng hơn, người bị yểm có thể đau ốm nằm liệt giường, có kẻ chết bất đắc kỳ tử. Người sở hữu ngải thì bất cứ ai cũng không dám lại gần, nếu trúng được trầm kỳ thì có thể bình an trở về mà không lo bị cướp. Nói chung, chuyện về ngải có kể cả ngày cũng không hết, ông Sáu chia sẻ, trả giá bằng tính mạng. Những năm trước, dư luận không khỏi kinh hoàng trước việc năm thợ tìm trầm ở hai xã Quảng Sơn và Quảng Bình, Quảng Trạch, Quảng Bình bị một nhóm người lạ bắt giữ và bắn chết trong khi đang đi tìm trầm ở biên giới Việt Lào. Ba người trong nhóm sống sót trở về. Nhưng lúc nào cũng ám ảnh với nỗi sợ kinh hoàng không thể kể hết. Trước đó nhiều ngày, nhóm tìm trầm của họ có 6 người. Sau 20 ngày đi khắp các khu rừng ở huyện Lệ Thủy, Quảng Bình, đến ngày 23 tháng 3 năm 2013, một nhóm thợ khác có 9 người bị trấn lột. Trên đường chạy trốn thì gặp nhóm 6 người nên xin nhập hội. Hai nhóm thợ rừng nhập lại thành một đội gồm có 15 người.
Trưa hôm đó, nhóm phân công 7 người cắt rừng trở về lấy gạo, một người đi hái rau, còn 7 người ở lại dựng lán trại. Khoảng 11 giờ hôm đó, bỗng nhiên có 3 người bịt mặt xuất hiện, một người cầm súng AK, một người cầm nhiều sợi dây dù, còn một người thì cầm đá ném vào trong lán trại của chúng tôi đe dọa. Chúng bắt một người tự tay trói 6 người còn lại trong nhóm. Sau khi trói xong cả 7 người, chúng dắt tất cả đi vào rừng. Đến khoảng 15 giờ thì dừng lại nấu cơm, nhưng không cho chúng tôi ăn. Tại đây chúng đòi mỗi người phải nộp 15 triệu đồng, nếu không sẽ bị bắn chết. Một nhân chứng may mắn sống sót bàng hoàng kể lại. Lúc đó một người tên Thắng nói không có tiền, liền bị một tên bắt cóc lấy dây leo thắt vào cổ. Hoảng sợ, một người khác tên là Hà hứa sẽ về nhà đưa tiền cho bọn chúng. Đi tiếp đến tối, những kẻ bắt cóc dựng một lán nhỏ, trói 6 người lại với nhau. Còn anh Hà thì được thả về lấy tiền. Bọn chúng đưa cho anh Hà một cây đèn pin và yêu cầu đến tối ngày 25 tháng 3 năm 2013 phải đưa tiền chuộc, nếu không sẽ giết chết 6 người còn lại. Tới đó cứ 30 phút, một người trong nhóm bắt cóc lại cầm dao, đèn pin đi vào rừng. Sau đó chúng tôi nghe thấy có tiếng đào bới đất. Đến 2 giờ sáng thì nhóm bắt cóc gọi cho chúng tôi, cho mỗi người một điếu thuốc. Lúc đó tôi giả vờ ngủ say để tìm cách mở dây trói. Sau khi hút xong, bọn chúng dắt một người đi ra rừng. Lát sau tôi nghe thấy tiếng đấm đá như đánh vào cây chuối rồi im lặng. Vài người khác lần lượt bị bọn chúng đưa vào rừng. Khi nghe thấy tiếng thét đau đớn, tôi vội vàng tháo dây trói và thoát chạy. Nhóm bắt cóc thấy tiếng động liền cầm đèn pin đuổi theo. Nhân chứng kể tiếp, đến sáng hôm sau, người này quyết định đón xe lên ngã ba Dân Chủ trên đường 16, giáp biên giới Việt-Lào và đến báo tin cho đồn biên phòng 601. Sau đó anh lại lên trình báo cho đồn biên phòng Cù Bai, Quảng Trị. Đến khi bộ đội biên phòng quay trở lại địa điểm xảy ra vụ bắt cóc thì đã có 5 người bị giết, gồm Đinh Xuân Thân, 33 tuổi, Trần Văn Trị, 34 tuổi, cùng trú ở xã Quảng Sơn, Nguyễn Văn Thắng, 45 tuổi, Nguyễn Văn Sáu, 23 tuổi và Trương Thanh Hiền, 37 tuổi, trú ở xã Quảng Bình. Qua điều tra, bộ đội biên phòng Quảng Bình xác định địa điểm 5 người bị giết chết cách biên giới Việt-Lào khoảng 700 m về phía Lào. Theo nhận định ban đầu, đây là vụ giết người cướp của và bắt giữ người để đòi tiền chuộc. Hiện thì cơ quan chức năng đã bắt giữ hai đối tượng nghi phạm là Hồ Văn Thành, sinh năm 1974, và Hồ Văn Công, sinh năm 1975. Những luật lệ bất thành văn. Khi xảy ra vụ năm thợ rừng bị giết, chúng tôi tìm đến một tay đi điệu cách gọi những người ngậm ngãi tìm trầm chốn rừng thiêng, đã giải nghệ để tìm hiểu về nghề của phu trầm. Ông Phạm Cương, 51 tuổi, trú tại Đại Tân, Đại Lộc, Quảng Nam, người từng có 30 năm lặn lội khắp các vùng trầm từ Quảng Bình tới Khánh Hòa tìm giấc mơ đổi đời, nhưng cuối cùng vẫn trở về với hai bàn tay trắng. Ông Cương kể, hơn 30 năm lặn lội trong những vùng rừng thiêng nước độc, ngần ấy thời gian đủ để tôi rút ra một điều. Dẫu có đủ loại bùa hộ mệnh thì ngay cả những tay đi điệu lão làng cũng khó thoát khỏi án tử treo sẵn trên đầu. Với nghề ngậm ngãi tìm trầm, mọi sự khinh suất lơ là đều phải trả giá bằng tính mạng. Cũng theo ông Cương, với những người đi điệu trong quá trình bán mạng giữa rừng già, nếu gặp được trầm kỳ thì phải tuyệt đối kín tiếng, không ai được tranh giành phần hơn. Bởi lòng tham là con dao vô hình khiến các thành viên trong nhóm tương tàn. Khi khoanh vùng được nơi trầm trú ẩn, phải khai thác theo kiểu đánh nhanh rút gọn rồi chẻ nhỏ, mỗi người giữ một phần tương xứng và nhanh chóng ra khỏi rừng. Việc ăn lộc bà thần tóc như vậy là để tránh bị các nhóm khác dòm ngó rồi giết hại để cướp trầm kỳ. Người ta vẫn thường theo dệt chuyện người hóa cọp để đi tìm trầm, chẳng biết đúng sai thế nào, nhưng có một điều chắc chắn mà dân đi điệu lâu năm như chúng tôi cũng khó giải thích, đó là chỗ nào có nhiều trầm kỳ là nơi đó có nhiều cọp. Nghe đồn rằng nếu gặp cọp ở khu vực phát mùi trầm kỳ, chỉ cần lấy ngải đốt xong thì cọp sẽ hiện nguyên hình người. Ngặt nỗi ở nơi rừng sâu hoang vu như vậy, gặp cọp như gặp thần chết, nên chẳng ai đủ dũng khí làm cái chuyện xông ngải cho nó hóa thành người. Thế nên những lời đồn đại cứ lan ra mãi, chẳng biết thực hư ra sao. Ông Cương gật gù nói thêm, với nghề ngậm ngải tìm trầm, việc ra đi phải hoàn toàn bí mật. Và vì trầm hương là kết tinh của trời đất núi rừng, là thứ sản vật sạch sẽ thơm tho nhất trần gian, nên kẻ đi điệu muốn gặp được trầm kỳ nhất thiết phải thanh tâm. Đó là luật lệ bất thành văn. Thường mỗi chuyến xuyên đại ngàn như thế, nhóm dân điệu sẽ bầu chọn bầu trưởng là người chỉ huy chuyến đi, rồi cùng nhau cắt máu ăn thề theo kiểu phước cùng hưởng, họa cùng chịu. Người được chọn phải có sức khỏe, trí tuệ, uy tín, sự gan dạ và quyết đoán hơn người. Khi hỏi về chuyện ngậm ngải, ông Cương quả quyết nói, ngậm ngải tìm trầm là chuyện hão huyền, bởi ngải ở đây chỉ là một thứ củ rừng giúp tránh rắn rết mà thôi. Rừng già khắc nghiệt lắm, nếu không thề sống chết có nhau thì rất khó sinh tồn. Ngoài việc luôn đề cao cảnh giác sống chết có nhau thì còn có vô số luật lệ khác mà dân ngậm ngải bắt buộc phải tuân theo. Ví dụ như trước khi đi không được gần gũi phụ nữ, phải làm lễ khấn bà, cúng bà, cầu xin bà ban lộc. Trong rừng mọi người không được ăn nói lớn tiếng, tránh làm kinh động chư thần,
không ai được nhen nhóm hận thù, không tham sân si. Bởi theo dân gian, những ai thành tâm kiên trì, có đức tin, giữ lòng mình trong sạch mới được bà ban lộc. Còn có những luật bất định thành văn khác, như trong ngày đi điệu, lúc gặp lộc bà, những ai có mặt ở đó đều được chia phần, ví như có 100 người thì chia đều cho 100. Tất nhiên người phát hiện khúc kỳ sẽ được phần hơn. Đặc biệt không được khai thác theo kiểu tận diệt mà phải để lại một phần cho người khác hưởng sái. Cũng đồng thời là cách phòng thân, chẳng may trong quá trình ra khỏi rừng bị các nhóm khác trấn cướp thì còn có cơ hội quay lại điểm cũ để gỡ gạc. Khi ra khỏi rừng, việc mua bán phải được tiến hành nhanh chóng để tránh thiên hại nhòm ngó hoặc bị trộm cướp. Bán được tiền rồi thì phải làm lễ tạ ơn bà, giúp đỡ những người khốn khó xung quanh mình. Tôi hỏi đi trầm nhiều năm như thế ông đã được bà ban lộc chưa? Ông Cương gật đầu bảo cũng có đôi lần, nhưng rồi của thiên trả địa hết. Bên mái bếp nghèo, ông Cương cười chua chát, đó như là định mệnh của những người nuôi ước mơ tìm trầm, chấp nhận sinh ngày tử nghiệp. Mỗi bước chân ra đi, họ luôn để lại phía sau biết bao nỗi lo lắng cho cha mẹ, vợ con nơi quê nhà. Và cho đến bây giờ dẫu cơn sốt trầm kỳ có phần lắng xuống, nhưng vẫn không kìm được những bước chân cuồng vọng của đội quân ngậm ngãi tìm trầm. Những cánh rừng vẫn đang từng ngày đổ lệ vì các cuộc bới đào của hàng ngàn lượt người đi tìm kiếm báu của rừng. Trên đây là luật rừng tàn khốc của giới săn trầm, ăn của rừng phải trả lại cho rừng. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy hay hãy subscribe, like và share ủng hộ NewsTV. Xin chào và hẹn gặp lại.